quý vị khán giả đang quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp. Bản tin đầu tiên cho hay, nhiệt kế chạm mức 39 độ C ở Cordoba và Tây Ban Nha đưa ra cảnh báo nắng nóng ở miền Nam. Sau khi nhiệt độ thấp bất thường vào thời điểm này trong năm tại nhiều vùng của Tây Ban Nha, thì nắng nóng mùa hè quay trở lại vào ngày Chủ nhật, khiến cho cơ quan thời tiết quốc gia đưa ra cảnh báo nắng nóng ở miền Nam, nơi nhiệt độ lên tới 39 độ C tại thành phố Cordoba. Được du khách yêu thích, Cordoba được mệnh danh là chảo rán của Tây Ban Nha và không có gì lạ khi nhiệt độ tăng lên trên 43 độ C trong những tháng mùa hè. Người phục vụ địa phương là Antonio Orellana cho biết người dân đã quen với nhiệt độ cao nhưng khách du lịch thực sự gặp khó khăn trong việc chống chọi với cái nóng. Philippe Gomez, một hướng dẫn viên du lịch người Bồ Đào Nha cho biết, anh đảm bảo khách hàng của mình được cung cấp đủ nước, đội mũ và luôn đi trong bóng râm. Năm ngoái là năm ấm kỷ lục thứ hai ở Tây Ban Nha với những đợt nắng nóng liên tiếp gây ra hạn hán và cháy rừng. Thưa quý vị, cũng phần tin liên quan về thời tiết khắc nghiệt. Trung Quốc tăng cường ứng phó lũ lụt khi mưa lớn tiếp tục. Chính quyền địa phương ở miền Nam Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực cứu trợ và cứu hộ lũ lụt để bảo đảm sản xuất và cuộc sống bình thường cho người dân cũng như giảm thiểu sự thiệt hại do mưa lớn kéo dài. Tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, 162 thị trấn trong 6 thành phố của tỉnh này đã hứng chịu những trận mưa xối xả từ sáng ngày thứ Sáu đến sáng ngày Chủ nhật, khiến cho đất nông nghiệp bị ngập úng và đường xá bị hư hỏng. Vào rạng sáng Chủ nhật, một vụ lở đất đã xảy ra ở làng Duxi, thành phố Hoài Hóa, Hồ Nam, khiến cho 4 ngôi nhà bị sập và 8 người thiệt mạng. Tất cả những người dân bị ảnh hưởng khác ở trong làng đã được di dời đến khu vực an toàn. Thành phố Anshun ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc, đã ghi nhận trận mưa lớn nhất trong vài ngày vừa qua, trong đó huyện Pudin phải gánh chịu lũ lụt ở trên nhiều tuyến đường đã bị hư hại, thưa quý vị. Và tại huyện Yuquin, thành phố Tuân Nghĩa, Quý Châu, mưa lớn đã khiến đường bị sập, khiến người dân mắc kẹt, thưa quý vị. Cháy rừng lan nhanh ở California đã thiêu rụi hơn 12.000 mẫu anh. Một trận cháy rừng ở California do gió bắt đầu vào hôm thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 đã nhanh chóng lan rộng trên 12.000 mẫu anh chỉ trong một đêm. ABC đưa tin cái gọi là vụ hỏa hoạn đã thúc đẩy các cuộc sơ tán ở khu vực Gorman, phía bắc quận Los Angeles. Theo Cal Fire là Cục Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy của California, đám cháy được khống chế 2% và đã thiêu rụi 12.265 mẫu đất và bụi rậm. Cho đến nay, không có thương tích nào được báo cáo. Kính thưa quý vị, cảnh sát vũ trang tuần tra trung tâm mua sắm ở Australia. Một đoạn phim đăng trên mạng xã hội đã cho thấy lực lượng cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng đang tuần tra một trung tâm mua sắm ở miền Nam Australia. Sau khi có báo cáo về vụ việc hôm Chủ nhật ngày 23 tháng 6, vụ việc đã khiến trung tâm ở thành phố phía Nam Adelaide phải di tản và khiến một số người bị thương nhẹ. Cảnh sát đã cho biết họ đã nhận được báo cáo về việc hai nhóm nam thanh niên đánh nhau trong khu vực ẩm thực của trung tâm mua sắm Westfield Marion, trong đó một số người trong nhóm được cho là có vũ khí. Cảnh sát cho biết họ hài lòng vì không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng, nhưng các cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành để xác định các nhóm liên quan. Bản tin tại Việt Nam, Việt Nam sẵn sàng đàm phán với Philippines về ranh giới ngoài thềm lục địa ở Biển Đông, kêu gọi các bên kiềm chế. Việt Nam vào hôm 20 tháng 6 nói sẵn sàng đàm phán với Philippines để tìm kiếm các biện pháp phù hợp với lợi ích của cả hai nước sau khi Manila cuối tuần trước đệ đơn xác định ranh giới ngoài thềm lục địa của họ ở Biển Đông lên Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi Trung Quốc và Philippines kiềm chế sau những xô xát gần đây. Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế và các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập phù hợp với UNCLOS 1982. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Phạm Thu Hằng đã nói trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ khi trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo vào chiều ngày 20 tháng 6.
Việt Nam và Philippines nằm trong số các bên có yêu sát chủ quyền ở các khu vực ở Biển Đông, tuyến thủy lộ sầm uất mà Trung Quốc tuyên bố yêu sát chủ quyền phần lớn trong khu vực. Philippines cuối tuần qua đã đệ đơn yêu sát lên Liên Hợp Quốc về thêm lục địa mở rộng ở Biển Đông, nơi có trị giá thương mại 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm và được cho là có nhiều trữ lượng dầu mỏ, khí đốt tự nhiên cũng như trữ lượng cá. Quay sang phần tin cuối trong chương trình, thưa quý vị, tác phẩm điêu khắc được ra mắt tại Paris để đánh dấu ngày Olympic. Một tác phẩm điêu khắc mới đã được ra mắt tại Paris vào ngày Chủ nhật ngày 23 tháng 6 để đánh dấu ngày Olympic. Tác phẩm điêu khắc do nghệ sĩ thị giác người Mỹ Alison Sharp tạo ra đã được trưng bày dưới bầu trời đầy nắng trước sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế gọi tắt là IOC Thomas Bach và các quan chức khác, là một phần của dự án tầm nhìn nghệ thuật Olympic. IOC chọn các nghệ sĩ nổi tiếng để tạo ra các tác phẩm lấy cảm hứng từ thể thao và các giá trị Olympic để trưng bày tại không gian công cộng của thành phố đăng cai. Tác phẩm này là Hoa hồng quốc tế đầu tiên dành cho Sharp. Nghệ sĩ chỉ ra rằng tác phẩm điêu khắc có tên là Salon xoay quanh một nhân vật phụ nữ đang tạo ra ngọn lửa, hoạt động như là một ngọn hải đăng soi sáng con đường của thế giới hướng tới một tương lai tươi sáng và hài hòa hơn. Tác phẩm điêu khắc nằm trong vườn Georges Aznavour, được đặt theo tên của ca sĩ nổi tiếng người Pháp gốc Armenia, người được mệnh danh là Frank Sinatra của Pháp. Thế vận hội Paris vào năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 và Thế vận hội dành cho người khuyết tật sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9. Bản tin vừa qua cũng đã tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Lâm Hùng và Linh Trịnh trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành bảo trợ cho đài. Lời cuối chúng tôi xin kính chúc quý vị chúng ta hãy luôn giữ gìn sức khỏe và vô lượng an lạc.